Mình là kênh YouTube Người Cà Mau đây, xin kính chào cả nhà mình, chúc cả nhà mình ngày mới vạn sự như ý. Hôm nay bà cháu mình cũng đu tren theo đoàn thủ tướng chính phủ đi xuống thông cầu Sông Đốc nè. Đây là cống kênh Thầy Tư, đây là cái cầu này nè. Cái cầu này là 28 km/h. Người dân người ta đó đón chờ đợi cắt băng khánh thành xong rồi thông cầu qua bên Sông Đốc, tức là cái đường mới mở á, gần chợ Gao Dừa có đường mới mở là đi xuống mấy chục cây gì đó, bắt đầu đi xuống hoài rồi tới đây có mở cây cầu thông qua chợ Sông Đốc. Thì bà cháu mình đang đi review đây, bắt đầu thông cầu rồi, xe Honda chạy qua ngang bên cầu được rồi. Còn có xe cại mình đợi dừng nào ta chạy chống đi rồi ông xã mình mới lấy xe du lịch chở bà cháu mình qua bên cầu, qua bên đó. Nói chung là chắc vừa cắt băng khánh thành xong đó nên thông cầu rồi đó, dân người ta xem rất là đông. Thủ tướng chính phủ xuống mà. Đúng rồi. Mà con cũng phải là 2.000 người. 2.000 người. 100.000 người. 200.000 người. Chắc chưa đi rồi. Những người không biết mà. Những người không biết là vẫn đi ra đi đâu. Thì giờ lớn tuổi rồi cũng đu chen rồi chứ người ta. Miễn có cái gì mới mới, có cái gì mà lạ lạ thì đi theo. Thì giờ có dịp quay cho cả nhà mình một clip đó, những người anh chị em bà con hàng xóm ai mà không có dịp được đi xuống á thì coi cái clip của mình, ủng hộ mình, rồi coi cái clip thì coi như mình cũng coi như là mình cũng có đi tham gia thông cầu Sông Đốc. Giờ là 10 giờ sáng bữa 10 tây tháng 12 2023. Mình đi mình mới thấy quê hương mình đẹp và dân mình cũng hay, tài giỏi, quá tài giỏi luôn. Đồng không, đồng không mong quạnh gì đó mà làm đường láng do luôn, du lịch chạy băng băng bo bo luôn. Không mang dáng rồi hết sức rồi bảo để làm hết sức mà không sợ được nữa làm được cái cầu qua chợ Sông Đốc, làm cái đường cái Sông Đốc quá thật hả. Ông ngoại với mà ngoại ơi, thông cầu đó, thông cầu dân qua cầu rồi đó, mình sẽ đi quay. Bây giờ hai bà cháu mình tấp vô đây, mình quay lần lần. Vô đây quay. Rồi mình quay xong rồi đó.
rồi nên cho dân đi qua đi lại cầu rồi đó. Đi con đi theo mà. Mình đi tới trên kia cầu đi rồi mình đã điện kêu ngoại chạy xe lên giúp mình. Con cứ níu cặp theo bà nghe. Cầm hai tay bà quay cho nó đẹp.